Mà để kiểu đầu này thì hơi thường. Cạo trọc đi, lâu lâu cũng phải làm cho mọi người ngạc nhiên chứ. Hai anh còn đứng đó làm gì nữa, tôi không có nhiều thời gian đâu. Đứng đó, em muốn làm cái gì? Minh Hằng, em muốn làm cái gì hả? Thì em đã nói rồi, hôm nay em mướn người tới đây để tạo cho một kiểu đầu mới thôi. Phải tranh thủ thời gian, vì làm xong tụi em còn phải qua kia để phục vụ của Thục Quyên nữa. Nè, cô đừng có ngang tàng và làm càn quá nha. Ai ngang tàng, ai làm càn hả? Tôi chỉ muốn xem một cái đầu trọc của bác sĩ, thạc sĩ khác với một cái đầu trọc của một Nico thế nào thôi. Nè nè nè, em bình tĩnh lại giùm anh được không? Tất cả mọi chuyện đó là do Minh Hạnh hiểu lầm thôi. Hiểu lầm hả? Vậy thì anh tát chị tôi cũng là hiểu lầm hả? Anh có biết vì cái tát đó mà chị tôi xích mất mạng không? Cô nói sao? Minh Hạnh làm sao hả? Tôi tính đi thăm vợ tôi đó. Anh thôi cái bộ mặt giả dối đó đi, chị tôi không có cần đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ có mình chị tôi là người thân duy nhất trên cõi đời này. Ai mà làm chị tôi đau khổ, tôi thề sẽ bắt người đó phải trả giá gấp 10 lần. Hay người bắt đầu đi. Con chơi gì nữa? Đừng nói đi. Minh Hằng à, em bình tĩnh nghe nói được không? Anh có gì oan ức thì cứ nói đi. Minh Hằng à, anh lấy danh dự của mình, anh thề với em là anh và Thục Quyên hoàn toàn không có chuyện gì hết. Còn tin hay không là chuyện của em. Anh rất là hối hận khi tát vợ mình. Còn bây giờ nếu mà em cảm thấy cạo đầu anh hài lòng em á, thì em cứ làm đi. Anh rất là anh hùng. Các người còn đợi gì nữa? Làm đi. Ê, 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 Lão Lân, cái gì vậy? Lân, cậu. Nè, các người làm cái gì? Cô Minh Hằng, cô làm cái gì vậy? Tại sao dắt mọi người tới đây làm gì? Hả? Tôi chỉ giúp chị tôi trả thù cái bạc tai thôi. Trời ơi, cô điên hả? Vợ chồng người ta gây gổ với nhau là cái chuyện thường rồi, tự nhiên cô xen vô, còn nói là trả thù nữa. Kỳ cục à. Tôi không được xen vào hả? Chị của tôi bị bao nhiêu uất ức có ai biết không? Thấy người khác ngủ trên giường của chồng mình, còn bị chồng mình châm cái bạc tai nữa kìa. Chị là chị của ảnh, cũng là phụ nữ. Vậy á, chị cho tôi thỉnh giáo một lời công bằng đi. Cô khỏi nói, tôi cũng biết chị của cô là một phụ nữ tốt ha. Nhưng mà cô nói thanh tâm em tôi là bậy á, là không có được à. Cô tận mắt cô chứng kiến không? Thấy không? Tôi hỏi cô nè, có cái người đàn ông nào á mà chăm sóc quá mình á, từ sáng cho tới tối ha, chạy cho hết bệnh viện này rồi tới tiệm thuốc khác, một giấc ngủ cũng không có nữa, thì lấy đâu tinh thần ra để đi ngoại tình chứ. Bao nhiêu đó thôi, tôi hỏi cô bao nhiêu đó thôi rồi cô trả lời tôi đi. Có đánh chết tôi cũng không tin nữa. Tôi hỏi cô ha, nếu mà cái chuyện là như vậy đó, thì cái cô bác sĩ Thục Quyên đó, đó còn mặt mũi nào làm bác sĩ cho má tôi nữa không? Chị Phương à, cái chuyện không thể tin đó cũng đã xảy ra rồi, cho nên á, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Ngày hôm nay tôi phải trả thù cái bạc tai của chị hai của tôi mới được. Minh Hằng à, có cái gì thì mình từ từ mà nói chứ. Cô Hằng à, người một nhà với nhau mà cô làm như ý như là xã hội đen vậy đó ha. Dắt người tới đây để mà chém mà giết nè. Cô thay mặt cho chị của cô thì tôi cũng có thể thay mặt cho em của tôi. Muốn chém muốn giết gì á thì chém giết tôi đi. Má, Minh Hằng, má của tôi nói đúng đó. Dẫu gì thì mình cũng là người trong nhà, có cái gì thì từ từ mà giải quyết chứ. Nam, rốt cuộc thì anh đứng với ai đây? Tôi nói cho mấy người biết, chị của tôi á, vì cái nhà này mà đã hy sinh bao nhiêu thứ rồi. Hằng ngày đều phải tối tăm mặt mũi để lo cho nhà cửa con cái, rồi chăm sóc người má già bệnh tật của các người nữa. Chị mà còn bị bà đó kêu là lính là cướp, đến nỗi phải dọn ra ngoài ở. Chỗ của chị tôi ở tồi tàn như là một cái ổ chuột vậy đó, nắng mưa không che đủ. Vậy mà anh Tâm, anh còn nỡ lần nào làm cái chuyện tồi tệ đó hả? Anh coi lại mình đi,
Anh có biết nhục nhã không? Anh có xứng đáng với chị tôi không? Nè, anh nói đi, rốt cuộc anh đứng về ai? Hai người đứng làm gì nữa? Làm đi chứ. Khoan, cô Minh Hằng à, tôi nghĩ là trong cái chuyện này á, chắc có sự hiểu lầm. Tâm à, rốt cuộc thì chuyện này sao á em? Chị Năm à, cứ để họ làm đi. Đâu, làm đi. Cái người đợi gì nữa? Làm đi chứ. Ý trời ơi trời, Minh Hằng. Chị, em làm gì ở đây vậy? Sao mọi người lại tụ tập ở nhà tôi mà cãi cọ vậy? Đây có còn là nhà của tôi không? Mọi người về hết đi. Chị Năm à, không có chuyện gì đâu, chị về đi chị. Chị, về đi chị. Năm, về đi con. Chị về nha. Dạ. Cậu mà không về. Minh Hạnh à, tay em sao vậy? Má đâu rồi? Má ở trong phòng á. Em à, anh có chuyện muốn nói. Không cần phải nói gì hết. Em mang thức ăn tới đây. Em, Năm à? Dạ. Đưa má mượn điện thoại coi. Ủa, má muốn gọi ai? Má nói đi con gọi cho. Đưa cho má, má gọi cho cậu ba. Nói cậu ba xuống đây rước bà ngoại về liền. Chứ nếu để tình trạng vậy á, gia đình cậu Út mì tiêu luôn á. Mình đi thôi má. Má, chứ không phải má vẫn thường nói là muốn về quê sao? Con đã thu xếp và cửa sạch sẽ hết rồi. Má coi mình đi đi má. Coi như là má đi nghỉ mát đi ha. Chứ ở đây á, anh Tâm nó có công việc rồi. Má, Tâm á bây giờ nó đang làm trưởng khoa. Không lẽ hàng ngày á phải ở nhà chăm sóc cho má. Rồi cái chức trưởng khoa ai làm? Đành phải từ chức thôi, nhường cho người ta đó. Má, má về quê ở một thời gian thôi. Má nhìn thấy kìa, bữa nay Út Tâm của má nó tiều tụy lắm rồi. Không lẽ má không đau lòng sao? Chị Năm à, chị đừng có nói vậy. Chị đừng có nói như vậy được không? Má ở với em quen rồi, em chăm sóc má được mà. Má về quê á, hai đứa Thanh Phương, Thanh Tâm phải về quê thăm má nha. Dĩ nhiên rồi, tụi con phải về thăm má thường xuyên chứ, quê mình gần mà. Thôi, mình đi đi má. Ừ, đi đi má. Má, Minh Anh đâu rồi? Nó không cần nội nữa sao? Nội sắp về quê rồi mà nó không về tiễn nội đi. Không có đâu má, cháu nó thương nội lắm. Nhưng mà cháu nó đi học rồi má. Đi má. À, Minh Anh đi học mà Minh Hạnh cũng đi học nữa sao? Đi má. Đi má. Má. Anh ba, nhớ chăm sóc má giùm tụi em nghe anh ba. Được rồi, được rồi. Tụi em cứ yên tâm. Anh ba, anh nhớ dặn chị ba đó, mỗi tối nấu nước tắm cho má. Má đó, tối ngủ mà không tắm là má ngủ không có được đâu á. Ừ. Anh ba còn nữa, khi nào mà anh thấy mắt má mờ mờ là má bắt đầu bệnh nữa, anh lấy thuốc an thần của má cho má uống nha. Em để trong cái bọc á. À, chưa hết đâu, anh pha thêm tí mật ong với anh ba. Anh biết rồi. Dạ. Thôi anh đi nha. Dạ. Dạ. Nhớ cho má uống nước nhiều nhiều nghe anh. Làm nhớ gì con? Dạ. Chào. Chào con. Nhớ nhắc ba nghe con. Dạ, dạ. Rồi đi. Ngoại giữ sức khỏe nha ngoại. Minh Hạnh đâu rồi em? Rốt cuộc thì hai đứa bay thì sao đây? Dạ,
Tụi em có chút hiểu lầm thôi kìa. Hiểu lầm á thì mau mau tìm cách giải quyết đi. Không, nếu có gút mắt gì thì tìm cách mà tháo gỡ. Đừng có để lâu ngày trong người á, ấm ức á, thì không có tốt đâu em. Dạ, em hiểu rồi chị. Em à, nếu như em có sai gì á thì em nhận sai đi ha. Nên xin lỗi thì phải xin lỗi em à. Em chị thấy em á, lúc nào cũng sĩ diện hết. Đã là vợ chồng với nhau thì nên bỏ qua cái tôi đi. Sĩ diện quá không tốt đâu em à. Em biết rồi chị. Bà đến đây làm gì? Bà tới thăm con và mẹ. Em à, tại sao hai mẹ con sống chỗ tệ vậy? Bà đã nói với em rồi, kiếm chỗ nào tốt hơn cho con mà. Ở đây cũng tốt mà. Mẹ và con vì ba phải sống như thế này. Còn ba thì... Minh Anh, con đi vô nhà làm bài đi. Dạ. Em à, anh ba đã rước má về rồi. Rước về? Em à, em đưa con về nhà đi em. Chuyện đã như vậy rồi, em còn có thể về nhà được sao anh? Minh Hạnh à, chứ vì vậy hôm nay mà anh tới đây để nói cho em hiểu rõ. Tất cả những gì em thấy hôm đó không phải là như em nghĩ đâu. Em đừng... Anh không cần phải nói đâu, em không muốn nghe. Bây giờ em không muốn nghe anh cũng phải nói cho em hiểu. Em có biết hôm đó là trời mưa rất là lớn, má làm loạn hết trơn. Thục Quyên tới đưa thuốc cho má, rồi sau đó cô ấy về không được mới ở lại ngủ nhà mình một đêm. Minh Hạnh à, giữa anh và Thục Quyên không hề có một cái chuyện gì xảy ra hết. Em phải tin anh chứ. Em cũng biết rồi, chắc lẽ hai vợ chồng mình đã sống với nhau mười mấy năm, em không có một chút lòng tin nào với anh à. Minh Hạnh à, em nhìn anh đi, em phải tin anh chứ. Anh biết, anh biết là hôm đó anh rất là sai, anh rất là nóng tính, anh lo cho má nên anh đã tát em một bàn tay. Hôm nay á, anh chính thức ở đây xin lỗi em. Về đi em nha. Anh à, em muốn ở đây thêm một thời gian nữa để suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện. Trước kia em đã từng nghĩ cuộc hôn nhân của mình sẽ bền vững mãi mãi, nhưng mà bây giờ nó không phải là như vậy nữa. Em thấy nó thật là mong manh. Anh cũng biết là cô Thục Quyên có cảm tình với anh mà, tại sao anh lại để cô ấy ngủ ở trong nhà của mình, rồi còn ngủ ở trong phòng của mình nữa chứ? Em đâu có cấm anh là không lo lắng cho má đâu, nhưng mà ít ra anh cũng nghĩ đến cảm nhận của em và con chứ. Mấy dì ơi, má con về rồi mấy dì. Ra 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 đón con, má con mấy dì ơi. Ừ, bà quê, bà qua quê về rồi. Má con về. Ôi chàng ơi. Chị ba, chị ba. Trời ơi. Chị khỏe không chị ba? Trời ơi quá. Mạnh hả? Mạnh hả? Má. Má đi chậm chậm. Đi cẩn thận tôi té nha má. Mấy dì, vô nhà chị má con nha mấy dì. Dạ. Mấy bà. Trời ơi, công nhận đó, người thành phố sướng thiệt đó nha. 80 tuổi mà giống như là 60 vậy đó. Thôi, thôi mình đi vô. Vô nói chuyện với bà cho vui nè. Lẹ. Alo, anh Phương hả? Tới rồi. Mới vô cửa nè. Cũng tốt. Sao? Lúc đầu thì vậy, còn lát thì khác hả? Hả? Cái gì? Hả? Được rồi, yên tâm đi, anh biết mà. Má về vui quá. Thôi ơi, có mời nó uống nước nè. Nước trà. Lâm ơi. Dạ. Con qua nhà bà ngoại anh Phụng đó, kêu Phụng về đây, nói bà nội đang ở nhà mình. Dạ. Đúng rồi, về chào bà nội chồng. Đúng đó. Nội ơi,
Bây giờ con đi công chuyện một chút xíu, rồi cái con về cái con quạt cho nội nha. Nhớ nhớ kêu Phụng về luôn đó con. Dạ dạ má. Con đi nha. Chị ba, chị ba có nhớ em không? Hả? Nhớ không má? Dạ má. Tắm lê đi mà chứ ai, phải không? Nhớ nhớ nhớ. Cái người này á, coi vậy tốt bụng lắm á con. Dạ dạ, ai cảm ơn. Cần cái gì cũng giúp, dạ, hết trơn. Nhưng mà chỉ có một cái tội là, dạ, hơi nhiều chuyện một chút. Má nhớ chuyện rõ quá, đúng vậy đó má. Dạ. Mấy dì nhìn vậy thôi chứ má con à, minh mẫn vô cùng. Má con không bao giờ quên cái gì hết trơn á. Má, khăn ướt nè, má lau mặt đi. Thôi, để em lau mặt cho má cho. Má, lau mặt cho má. Được con, để má tự lau. Nè, trời ơi, con dâu tụi tốt. Mấy dì biết không, hồi trẻ đó, trí nhớ má con tốt lắm. Bây giờ à, cũng vẫn vậy đó. Mấy dì có rảnh á, thường xuyên ghé qua nhà nói chuyện với má con nha. Má, má, má nhìn mình này nè, coi nè, má có nhớ ai không? Má nhớ không? Chàng ghét ơi, đây là ba Tước, phải không? Ba gì phải không, hay ba Tước không? Đúng rồi. Đúng rồi, bà ngoại quá của con Phụng, phải không? Ông Phụng là vợ của thằng Thanh Lâm á. Dạ. Là có thằng này nè, đi giấu thằng này nữa nè, đúng không? Đó, tôi nhớ hết má mà. Má nhớ kỹ quá chừng luôn. Ừ, nhớ lắm. Chị Quê à, tôi nhớ chị quá chừng luôn vậy đó. Với cái thằng Thanh Lâm với con Ngọc Phụng tới giờ á, là chị lên thành phố chị ở miết luôn. Tôi có được gặp chị lần nào đâu. Có lần á thì tôi nghe nói chị bị bệnh già, tôi muốn lên thăm chị hết sức vậy đó. Mà tụi nhỏ không có đứa nào quẩn nếu mà đưa tôi đi. Thì tôi giận ghê đi, mà cũng không xong. Bởi vậy tôi nói tới chừng mà hay tin chị về nè, tôi mừng quá, tôi lật mặt tôi chạy qua liền đó. Dễ hả? Dạ. Ồ, tôi vui lắm. Lần này á là chị tính ở đây lâu không? Ờ, lâu cũng quá. Lâu à nghe. Hả con ha? Dạ dạ. Ờ vậy thì thích quá. Ừ. Mà đúng rồi, ở trên thành phố đó chắc là ngột ngạt mà nó chật chội lắm phải không bà? Ờ cũng có, thành phố cái gì cũng tốt hết nghe chị ba. Nhưng mà có hai cái điều không có tốt. Là cái gì? Cái thứ nhất á là quá đông người, nhà thì cứ san sát. Cái thứ hai á là xong việc nhà ai để ở, không ai nói chuyện với ai hết trơn á đó. Vậy, ừ, vậy buồn chết đi. Ông biết tại sao không? Bởi vì con cháu mình đưa thì đi học, con mình đưa đi làm. Dạ. Cái mình ở nhà con mình buồn quá, nó ngồi chỗ ban công mà dòm nhìn ra ngoài đó, con nhớ quê dữ lắm. Mà thiệt ra thì ở đâu cũng bằng quê mình. Vậy được quê tôi mừng lắm. Vui, quê mình vui lắm á. Dạ. Nha. Má nói vậy thôi chứ ở thành phố nhà chút đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có hết trơn á, má ở rất là sung sướng. Con sợ má về quê nè, má ở lâu cái má chịu không nổi đó. Nhỏ này kỳ không? Tao lớn lên ở dưới quê từ xưa tới giờ, đã từng sống ở như này cho tới lớn, sau này mới lên thành phố ở với con, sao chịu không nổi? Miễn ở chỗ nào mà gần con gần cháu là vui lắm rồi, là sung sướng rồi, phải không? Mấy bạn dạ, không nghe không con? Thôi, để con đưa má vô á, thay đồ chỗ thoải mái rồi ra nói chuyện tiếp. Ờ, mấy bà chờ tôi nghe. Dạ, dạ. Cứ ngồi nói chuyện đi ha. Dạ. Con nói chuyện dạ, với dạ. Má. Má thay đồ ra chuyện với má. Cô chờ chút xíu nha. Má, sao nói bà bây giờ bệnh lẫn nặng lắm mà. Sao nãy giờ tụi mình thấy bà là rất là minh mẫn sáng suốt hả? Ừ. Đâu bệnh gì đâu. Thật sự ra thì tuổi già mấy dì cũng biết rồi. Lúc này á, lúc kia, lúc má con á rất là minh mẫn sáng suốt mà lúc thì má con lẩn thẩn luôn vậy đó. Ơi, hên xui à mấy dì. Bữa nay là mấy dì hên. Chà, vậy à? Má đi cẩn thận nha. Thanh Liêm à? Dạ. Nửa má chết á, má muốn nằm gần cho ba con. Má thích miếng đất cho lắm. Má đừng lo, tụi con đã xây kim tỉnh cho má rồi đó. Má thấy không, cái mộ lớn lớn kế bên á là mộ chị hai đó má. Còn phần của con ngựa mù như con chó cục nuôi đâu con? Dạ, đây nè má, cái mộ lớn lớn bên đây là của con ngựa mù, còn mộ nhỏ là của con chó đó má.
Má muốn thêm phần đất cho hai con đó nhựa mũi cho cục đuôi đó con à. Ngựa mù ơi, ngựa mù nhỏ ơi, tổ tông nhà tôi không có quên ngươi. Chó cục đuôi à, tổ tông nhà tôi cũng không có quên ngươi đâu. Không bao lâu nữa, kim ngươi này sẽ cũng đến đây với các ngươi. Thanh Liêm à? Dạ. Gần đây á, con có đi tìm Thanh Trang không con? Dạ không. Sao vậy má? Con có hỏi thăm người ta coi có thơ của Thanh Trang không? Dạ. Ngoài này trời gió quá. Về đi má. Đi má. Tuổi thần tiên có thêm anh bà, chị yêu. Nhỏ nhỏ tivi lại. Má bà chịu ngủ rồi. Tóc trắng ra nhiều. Ơi, coi tivi coi không được. Đau. Bà sao vậy? Mà tôi nói ông nghe vậy nè, công nhận á, má ông á, được cung phụng kỹ ghê đó, ngày nào cũng tắm nước nóng nè, rồi giặt ngáo nữa. Năm đêm, hai ba bữa rồi tôi phải giặt áo gối nè, giặt ra cho bà nữa. Tôi cung phụng bà còn hơn được Hoàng Thái Hậu nữa đó ông. Bà, mới chăm sóc má có mấy ngày, đã như vậy rồi. Tôi hỏi bà nè, vợ chồng Thanh Tâm á, nó chăm sóc má mười mấy năm nay, thì sao? Nói vậy bà cũng nói nữa, sao ông không suy nghĩ? Má ở nhà Thanh Tâm á, má phải nấu cơm nè, giặt giũ, còn lo cho con Thanh Tâm nữa. Sao ông kể chuyện đó đi? Chứ má không có giúp bà sao? Thì má giúp, nên tôi có nói gì đâu. Bởi vậy hả, má thích cái gì á, tôi cũng cung phụng, tôi chiều má hết mình luôn. Ông ơi, hồi nãy á, tôi lục túi má, tôi chỉ thấy một tờ giấy với 500 ngàn đồng thôi, mà cuốn sổ tiết kiệm không có thấy. Tôi nghi cuốn sổ tiết kiệm đó ha. Chú Thanh Tâm với cô Năm cất rồi. Nhưng mà ông nghĩ đi, dù sao á, trong 500 triệu đó của vợ chồng mình 200 triệu chứ bộ. Anh tôi thì cũng biết rõ ràng rồi, tiền bạc á, đâu ra đó. Muốn lấy phải nói cho tôi biết chứ. Còn làm vậy tôi không chịu đâu ông. Sao mà làm gì kỳ vậy? Chứ còn dám lục túi má. Lục có gì đâu, lục để biết cái cục 500 triệu này nó còn hay mất. Ông phải biết rõ là thằng Năm con ông á, mở ra nuôi gà chi không biết nữa. Tiền bạc nó đâu có đủ đâu. Tôi này phải đứng lên mượn cho nó một số nợ nữa. Ôi, độc ghê đó. Bà, lúc đọc cũng nhâm nhe mấy đồng tiền dưỡng già hậu sự của má chi vậy? Nhâm nhe gì? Tôi nói thiệt ông á, tiền đó hả, tôi không xài thôi à. Mà tôi biết ai mà xài tiền đó hả, người đó hả, không có yên tôi đâu. Bà nghe tôi nói nè, tôi rước má về đây là để phụng dưỡng má, chứ không phải vì số tiền đó. Bà nhớ kỹ nha. Tôi có nói gì đâu, tôi cũng thương má. Thì dắt má về đây thì vợ chồng mình cũng phải cung phụng cho má đàng hoàng chứ. Nhưng mà có một điều là má cứ ở vợ chồng mình đi, trăm tuổi đi, lỡ má có mệnh hệ gì đó thì cái 500 triệu vợ mình còn 200, còn nhiêu mình chia cho mọi người, không không? Nè, bà muốn chọc tôi á, cho tôi tức tôi chết hả? Ông bớt nóng đi. Lỡ ông có chuyện gì tiêu á, tiêu trụ cột của gia đình nha ông. Ông bình tĩnh lại, đừng nóng nữa nha ông. Đó đó đó, nói má ngủ kìa, trời ơi, quậy nữa, quậy. Má. Trời ơi, mất hồn. Gì? Má đi đâu vậy? Má đi lấy cái thùng này nè. Đi ra, người kia lấy nước cho con ngựa nhà nó uống. Kìa, nhà mình đâu có nuôi ngựa, chỉ nuôi gà thôi mà. Con ngựa già, con nhớ chưa? Cái con ngựa già đó nó chở cả nhà mình đi về quê đó mà nó tập thể cho nghe hồi pháp nó chạy rồi đó. Thế là cả nhà mình có nhờ con ngựa già nó về cho mình về quê mà nó chở mình đi rồi. Lúc đó trời thì mưa, rồi thì là
đủ thứ khó khăn mà nó không có cái gì ăn, nó ráng nó chở hết cả nhà mình đi vậy đó. Nó về tới nó mệt quá cái nó ngã luôn. Bây giờ má phải đi lấy nước, lấy cỏ cho ăn, tội nghiệp nó lắm con. Má phải đi, má phải đi thôi. Má làm sao vậy? Cái gì? Người già chết lâu rồi. Sao hôm nay tự nhiên má nhớ tới nó vậy? Bây nè, chết lâu nè. Con ngựa già nó đang ở trong chuồng kia kìa. Bây giờ má phải về quê, má lấy cỏ là cho nó ăn nha. Lấy nước rồi nó uống và tắm cho nó để cho nó. Má, quê mình là đây nè. Má về mấy ngày rồi, má không nhớ sao? Ủa? Con chưa già mà lẩm cẩm. Quê mình đâu phải ở đây. Đâu có phải quê mình ở đây đâu. Má, má đừng làm con sợ. Con là con trai lớn của má nè. Con là Thanh Liêm nè má. Con là Thanh Liêm hả? Dạ. Thanh Liêm hả con? Dạ. Vậy còn cha con đâu? Cha con đâu Liêm? Dạ con chết lâu rồi mà má. Lại nói bậy nữa rồi. Cha mày đâu có chết. Mới hồi nãy ông ngồi trên xe ngựa, ông chạy về, ông chờ ông đón má trước cửa kia kìa. Con có gì kìa. Ông chờ má đó, đó xe ngựa chờ. Ông ngồi đó, thấy không? Má. Con nhìn kìa. Con bình tĩnh lại đi má. Ba mất lâu rồi mà. Má nhớ không? Nhất định là má phải về quê thôi. Má đi về quê thôi. Má. Má về quê. Con xin má mà. Quê má là đây nè. Má về mấy ngày rồi. Má không nhớ sao má? Hả? Vậy là quê mình ở đây. Dạ. À, nhà mình ở đây. Thôi con. Dạ. Nhà mình ở đây. Quê. Má vô ngủ đi má. Quê mình ở đây. Má ơi má, má già rồi, má phiền phức quá. Hèn chi vợ chồng chú Thanh Tâm, Minh Hạnh chịu má không nổi mới đẩy xuống đây cho vợ chồng con này, má biết không? Mà nói cái gì vậy? Tôi nói thiệt á, phiền phức quá. Chào chị, không phải chị đến khám bệnh chứ? Phải, tôi thấy hơi khó chịu trong người. Tôi hiểu rồi, nhưng mà xin lỗi chị, ở đây là bệnh viện. Hơn nữa, bệnh của chị thì lại không phải là chuyên môn của tôi. Không sao, tôi biết chị rất yêu nghề. Nhưng mà chị biết không, tôi có thể làm cho chị thân bại danh liệt, không biết trốn đi đâu đó. Chị đang đe dọa tôi hả? Phải. Chị nên rút lui đi. Người như chị đâu thích hợp làm người thứ ba chứ. Tôi có làm gì đâu mà phải rút lui. Cô đừng có mà không biết phải trái. Sự thật là như vậy. Tôi có làm gì đâu để phải rút lui. Thục Quyên, mặt của cô dày hơn tôi tưởng đó. Trước khi tới đây, tôi còn coi thường cô. Nhưng bây giờ, tôi thấy ngưỡng mộ cô rồi đó. Tôi là người không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Chị ngưỡng mộ hay khinh thường tôi, đó là việc của chị. Vấn đề đó không quan trọng với tôi. Cô nói hay lắm. Nhưng tôi nói cho cô biết, tuy bây giờ anh chị tôi không ở chung với nhau, nhưng giữa họ là một tình cảm rất là sâu nặng. Cô đừng có nuôi hy vọng để rồi mà phải thất vọng ê chề. Hình như là chị đang hiểu lầm thì phải. Đến nước này rồi mà cô còn không chịu nhận sao? Chị Minh Hằng, chị có quyền xem thường tôi, nhưng chị không nên xem thường anh Thanh Tâm. Anh ấy là một người đàn ông chân chính.
mẹ lắm. Thương những buồn vui mẹ mang một đời, lặng im không nói với ai. Thương mẹ lắm, thương những nỗi đau trong lòng mẹ mang, khi những đứa con vẫn còn mải mê giữa dòng đời. Ngày mai đón mẹ về, để lòng con ấm áp yêu thương, hạnh phúc mong chờ, dù biết đêm nay dài lắm. Mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong. Dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ. Đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về, mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong. Dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ. Đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về.